Giới thiệu anh em một em chân máy đến từ thương hiệu Wayfair. Em này có mã là VKT3520. Con này giá chỉ hơn 200k ở trên Shopee cho các bạn nhé. Anh em có thể mua ở Shopee cũng được, hoặc Lazada, hoặc là ở trên TikTok Shop cũng có nha các bạn. Đây nha các bạn, chi tiết kèm chân ở đây. Thì khi mà mua ấy, anh em sẽ được tặng kèm một cái kẹp điện thoại luôn này. Anh em có thể dùng kẹp như này hoặc là dọc cũng được. Đây, anh em có thể kẹp dọc như này luôn này, ngang này, dọc này, để ok nhá. Ngoài chiếc chân thì chúng ta còn có được tặng kèm một cái là cục Bluetooth để anh em có thể kết nối với điện thoại này, chúng ta có thể chụp ảnh selfie từ xa được nhá. Ở phần chân thì anh em có thể thấy là đây, mã của chúng ta đây, VKT3520. Cái này nó bằng kim loại anh em nhá. Khá là chắc chắn luôn. Ở chỗ này, những cái chỗ khóa này thì cái chân này chân giá rẻ, cho nên là anh em có thể thấy là nó chỉ có hai cái ấy thôi, nó chỉ có hai cái phần chúng ta đưa lên đưa xuống như này thôi. Nhưng mà mình thấy như này thì cũng khá là ok rồi các bạn. Ở bên dưới này anh em có thể thấy là chỗ này là chúng ta có một cái tay cầm ở đây. Chúng ta cầm đi, nhấc lên nhấc xuống này khá là ok anh em ạ. Cái phần trục xoay nha anh em. Cái phần trục xoay thì mình thấy khá là ok. Nó ổn trong tầm giá luôn, bởi vì là con chân của chúng ta anh em có thể xoay ngang xoay dọc được rất là ngon luôn ở chính cái trục xoay này luôn này. Anh em nhá. Đấy. Anh em thấy không? Thì chúng ta có thể di chuyển nó rất là dễ hơn so với một số cái chân mà nó không có cái tay cầm tay xoay như này. Ngoài ra thì anh em có thể ngửa lên ngửa xuống được như này, khá là ok. Ngửa lên này, ngửa xuống này. Chúng ta có thêm một cái vòng quay khá là xa để đưa được cái chân chúng ta nó lên cao. Khi mà đưa chân lên cao thì anh em nhớ vặn cái phần này lại nhá. Vặn cái này sẽ chặt lại để cho đỡ bị thụt xuống. Đây anh em có thể thấy là đấy, anh em có thể tự chụp được bằng điện thoại hay là bằng máy ảnh đều ok nhá. Đấy, cái ngoài cái chân gắn điện thoại này ra thì chúng ta còn có cái đế này, ở dưới đế này chúng ta có thể gắn được máy ảnh nhá. Đây nha anh em, đây là cái đế dưới chân thì chúng ta có thể gắn được máy ảnh. Thì cái gen này gần như cái máy ảnh nào cũng có thể gắn vừa nha các bạn. Máy ảnh nào cũng có thể gắn vừa. Anh em mua máy bất kỳ máy ảnh nào cũng có thể gắn vừa cái chân gen này. Rồi ok các bạn, đây mình có một chiếc camera. Đây, mình đã gắn chân nó vào đây các bạn. Ok anh em, mình đã gắn em máy ảnh lên chân đây. Anh em có thể thấy là nó khá là ok. Rồi các bạn nha, mình sẽ test thử một tấm thôi. Chụp thử một tấm bằng chính cái chân máy hơn 200k thôi anh em nhá. Nói chung là chiếc máy này thì giá rẻ rồi, anh em có thể mua về sử dụng với điện thoại hay là máy ảnh đều ok nha các bạn nhá. Đấy. Rất là ok các bạn nha.